Chuyển sang các tin tức đáng chú ý khác, chiều nay tại Hà Nội, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã tiếp Chủ tịch Hội hữu nghị Hàn Quốc Việt Nam Choi Young-ju. Tại buổi tiếp, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đánh giá cao Chủ tịch Hội hữu nghị Hàn Quốc Việt Nam Choi Young-ju sang thăm Việt Nam nhân kỷ niệm 20 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước và kỷ niệm năm hữu nghị Việt Nam-Hàn Quốc 2012. Chuyến thăm này sẽ góp phần thắt chặt thêm mối quan hệ giữa hai nước. Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nhấn mạnh, Hàn Quốc là một trong những nhà đầu tư thương mại hàng đầu ở Việt Nam và hiện tại đang có khoảng 100.000 người Hàn Quốc đang sinh sống và làm việc tại Việt Nam. Và cũng chừng đó, người Việt Nam đang sinh sống, làm việc và học tập tại Hàn Quốc. Chủ tịch nước đánh giá cao vai trò tích cực của hội trong việc giúp đỡ hỗ trợ công dân hai nước, đặc biệt là trong việc giúp đỡ cô dâu Việt Nam và sinh viên Việt Nam hòa nhập với môi trường nước sở tại. Cảm ơn Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã dành thời gian tiếp. Chủ tịch Hội hữu nghị Hàn Quốc Việt Nam Choi Young-ju khẳng định, hội sẽ nỗ lực nhiều hơn nữa để tiếp tục vun đắp mối quan hệ hợp tác Hàn Quốc-Việt Nam phát triển tốt đẹp. Ông cho biết, hiện nhiều doanh nhân Hàn Quốc là thành viên của Hội hữu nghị Hàn Việt đang có những dự án đầu tư tại Việt Nam và đã nhận được sự hỗ trợ rất nhiều của chính quyền sở tại. Và trong số các thành viên của Hội hữu nghị Hàn Quốc Việt Nam tới Hà Nội lần này, có hậu duệ của vua Lý, họ luôn tự hào vì mang dòng máu Việt Nam.